Tèo leo tèo 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 leo tèo 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 leo tèo 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 leo tèo 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 leo tèo 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 leo tèo 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 chìm tèo cù tèo chìm tèo cù. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Trời, lâu lâu ca sĩ ta hát mà sao ghê được mấy chế. Hiện tại là trời mới mưa xong bởi vậy anh em. Trời mới mưa xong bởi vậy ta nói trời mà đổ cơn mưa là teo tim hết mấy chế. Bởi vậy nóng quá mà mình vô mình hát cái bài liên khúc teo chim cho mấy chế nghe. Thì hôm nay mình sẽ đánh vị tướng ngộ không anh em. À quên, định mình rờ Natalia chết cha chạy rờ xong luôn, nó rượt qua rừng mình hấp diêm chết luôn. Đây qua cướp bồ đỏ luôn anh em. Ở cú đâm thép ghém mính tì giấy, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel bảy quay lại với cái kênh YouTube của mình channel cái quần què nhưng biết ăn cái bùa đỏ luôn mới chết. Từ hiện tại là Willen đang ăn bùa xanh trước anh em, thì mình sẽ xin cái bùa đỏ luôn và là đồng thời nhặt luôn con quái nhỏ của nó, chắc chắn là nó sẽ ăn cái bùa đỏ mình rồi anh em. Nó rượt vị trí Nata của mình vào rừng rồi nó hấp diêm chết Nata, nó lụm cái bùa đỏ chứ chạy đâu. Rồi anh ra lên chút xíu nữa đó, đúng rồi, trời về với quê hương tổ quốc luôn rồi anh ra, về với quê hương tổ quốc rồi là định mở mày chạy rồi xong luôn thơm rồi xong là bên kỹ năng hai mạng là anh em, mình không được ăn cái chén cơm đầu anh em. Đây bây giờ mình sẽ cấu chút xíu máu cái trụ này, mình sẽ đi farm tiếp anh em ơi. Thì ngày mới chúc tất cả anh em ngày mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đánh vị tướng ngộ không và trình bày cho anh em cái build đồ và cũng như cái bản ngọc để chơi vị tướng ngộ không này đi rừng được tốt hơn nha anh em. Thì đối đầu của chúng ta hôm nay là vị trí Willen tay bạn, và chắc chắn là pha này mình sẽ về ăn cái bùa đỏ. Trời, định mệnh bùa đỏ còn kìa, sau rừng tay bạn hiền thế anh em, nó rượt Nata mình qua rừng nhưng mà bùa đỏ nó vẫn chưa ăn anh em, quá hiền luôn. Bạn này chơi cũng khá là hiền anh em, tưởng đâu mà mất cái bùa đỏ luôn, còn nguyên luôn em. Mình sẽ xuống đây mình ganh cái thằng đây rào xong em về với hương đất mẹ luôn, em chạy quần què nữa, tê tái vào đầu chiêu một gõ cái bóc, tiếp tục tiếp cận gõ cái chiêu cuối chết luôn. Trời Natalia ăn nó đau lòng chiến sĩ anh em, sao đồng đội mình ăn mà không sao hết anh em. Bây giờ mình sẽ qua đây mình mượn cái bùa xanh nó mình xài đỡ anh em, phá cái trụ này coi bùa xanh nó gần ra 2 phút 13 14 gần ra anh em. Gần ra hiện tại rồi xong là ăn nguyên cục sình luôn rồi. Rút về luôn bạn. Đúng trời, quá độc phát, cái trụ bắn chết mới đau đầu. Pha này chúng ta hết cái bù xanh rồi anh em. Bây giờ mình mà chạy xuống bù xanh thì nó phát hiện ngay anh em. Bởi vậy chúng ta lên lượm cái bù. Ê rồi xong luôn. Em về với quê hương đất mẹ. Ê, chạy bậy lắm nha. Bây giờ mình sẽ chạy anh em. Một pha mà thoát chết thần thánh luôn, teo chim luôn mới chứ. Bây giờ chúng ta ăn cái bùa xanh anh em. Đó, chút xíu nữa tao nó về với quê hương đất mẹ luôn mới chứ. Ăn cái bùa xanh chúng ta lấy lại phục hồi một lượng mana, chúng ta đi farm tiếp anh em. Thì rất cảm ơn anh chủ ạc đã cho em mượn cái ạc ngộ không này làm clip nha. Đó anh cái ạc này thì nói chung là bản ngọc ngộ không nó không được chuẩn cho lắm anh em. Nó cũng gọi là có chí mạng đó, nhưng mà nó ít, nó không có sát thương chí mạng anh em. Đó, ngộ không thì anh em hãy chuẩn bị một cái bản ngọc này sát thương chí mạng, đánh nó mới đau anh em. Đây làm gì tính phá trụ hay làm gì. Thì một lát mình sẽ trình bày cho anh em cái bản ngọc nha. Và cái build đồ để anh em chơi vị tướng ngộ không này, anh em đập cái nào tao nói 4k rưỡi 5k đam không anh em. Tin mình đấy, tin tôi đi 4k rưỡi 5k đam, lát tôi test đam cho mấy anh mấy chị xem. Mà cái bản ngọc này thì nó không có được chuẩn cho lắm, thì mình gọi lắm nó đập khoảng là 4k 3 vậy đó anh em. Nếu như bản ngọc chúng ta chuẩn, chúng ta có thể đập 4k rưỡi 5k đam, đó chuyện hết sức bình thường anh em. Đây AD lên quá cao này, chờ nó lên chút rào định mở nó nét. Nên nếu cái đạn dây xích chó nó kéo cái con teo nát mình ra, rào mày chạy hộ ta, cái đập cái ulti luôn đúng. Ê bậy chuồn anh em, chuồn, nó có Willen nữa anh em. Willen pha đó mình hổ báo cáo chuồn là nó đập mình sắp mặt anh em. Giờ tiếp tục mình đi farm bình thường anh em. Đó pha đó mà chúng ta hổ báo cáo chuồn là định mở nó đập sắp mặt chết. Giờ đây là rào anh Mr. Ra anh đấm cái quần què vậy, không biết mất trụ mà anh đấm cái gì. Thôi bỏ anh em, giỡn bỏ pha cái đợt lính này để nó mất cái trụ. Pha đó mình giết nó được nhưng mà cái trụ mình nó sẽ bị câu máu ha.
Bởi vì cái trụ nó quan trọng hơn cái mạng nha anh em. Bởi vậy anh em giữ trụ trước và giết mạng nó sau ha. Đây đây anh Villet làm gì? Rồi nó lên kia nó ganh thằng John. Thì mình xin cái bùa đỏ luôn. Ê không được anh em. Pha này là mình vô mình lụm. Rào gõ con tê chết luôn. Làm gì? Nè nhảy chiêu hai này. Chạy này ăn cái tê tái lụm luôn. Định mệnh KS quá thần thánh luôn em. Chờ nhỏ thấp máu giật luôn cái tê tái ăn với đau lòng chiến sĩ. Rào xong định mệnh phà một cái UT chết luôn. In cái gì cái Ethifono gì mà què vậy nó. Nói chung tiếng Anh tôi nó hơi tệ mấy chứ, bởi vì đọc nó không có được đúng mấy chứ, thông cảm nha. Cái gì Ethifono hả? Ethifono hả vậy? Hay dẹp ấy hả? Cái gì khó quá anh bỏ qua một bên đây. Bây giờ mình sẽ về mình ăn cái bùa xanh, mình tiếp tục lại farm hành trình đi farm của chúng ta anh em. Bây giờ cái trụ mít của đối phương nó đã gãy rồi anh em, thì cái việc mà kiểm soát bản đồ nó rất là tốt luôn. Thì pha này chúng ta sẽ lượm cái bùi xanh nó luôn anh em. Đây nè mày tàng hình giùm tao một cái luôn, mày bắt na này. Bắt giùm một cái rồi na ta chết luôn có đau lòng. Ê bậy. Định mệnh pha đó nó tàng hình nó bắt na ta. Quá khấm luôn anh em. Rồi chúng tôi cái gì thương tình thương tiếc báo tin là nè. Rào xong rồi định mệnh này. Ăn cái bùi xanh này ra quét từng mạng luôn mới chết. Rồi anh Mr. ra định mình chết hoài mà sao anh cứ chết hoài là sao, chơi mà anh chết kiểu này là chết cha anh. Rồi xong rồi em cái gì tinfino cái vùng quê. Rồi bỏ anh em, cái con nó rất là ảo diệu lắm, nó lụm bông thì chúng ta rất là khó chịu với nó nha anh em. Con đó solo cận chiến với nó bây giờ là hình như là đường kinh công, nó là ông trùm đường kinh công anh em. Không có ông tướng nào mà solo cận chiến ăn được nó hết á. Nghe nói mùa sâu nó giảm sức mạnh anh em, giảm bớt cái chế định mà nó quá bá đạo rồi. Đánh kim cương là auto cắm 90% anh em, cái con đó đánh nó rất là khó chịu luôn. Mình đi solo mình gặp nó hoài mà hầu như gặp nó là khó đánh, rất là khó đánh luôn nè. Đó rất là khó đánh luôn. Ngộ không làm gì có vé ăn với nó anh em. Ngộ không không có tuổi chơi cái con đó đâu. Nó hồi máu liên tục, bởi vậy đập nó nhiều khi nổ chí mạng lên mình cũng không ăn thua gì nó. Pha này chúng ta vô coi cái bùi xanh nó còn không còn mà lỡ rờ nó ăn luôn rồi. Rào xong luôn anh. Anh cái gì anh no cái quần què anh chết cha. Chết cha luôn gõ. Ta. Làm gì double kill quá thơm. 6-0 rồi anh em ơi, quá thơm rồi, quá xanh xao. Ê giờ nó ăn rồi anh em. Năng tàn hình nó chạy mất rồi. Rồi ăn luôn quá nhỏ này lên quét luôn cái đèn lính này kiếm chút đồng bạc mình lên đồ anh em. Đây quét má ngon nghe ngon chim nha. Nguyên bài lính này cũng khá là nhiều tiền đó. Đó, ca tiền chứ ít đâu. Ăn luôn con chim mày luôn. Ui, 2K6 đau mày nè. 2K6, 1K7. Cái bài cái ạc của mình là có cái bản ngọc chuẩn của vị tướng ngược không. Anh em tin là một cấp 1 thôi mà mình đập một cái là lên 1K4 đau mày nè. Tin không? Cấp 1 thôi mà đập một cái cái đầu tiên lên 1K4 đau. Khá là bất ngờ luôn anh em. Đó, bây giờ cấp 12 mà đập 2K mấy đau đó chỉ hết sức bình thường. Trong khi đó bản ngọc của anh này thì không có sát thương chí mạng, mình đập như đó là chỉ hết sức bình thường. Mình đứng đây mình rình có con AD nào qua mình chụp nó luôn anh em. Thì Ngô Không thiên về một con tướng gọi là núp bụi long thần trưởng anh em. Cứ núp bụi ra và nhắm vào vị trí AD của nó mà gõ là ngon lành. Rào xong mà chạy đi đâu nữa mà chạy double kill luôn anh em. Quá thơm. Nè làm gì. Thấy anh em thấy đánh khó chịu không? Cấp 8 với cấp 13 mà đánh nó không chết phải nhờ tới đồng đội teo nát bắn ở ngoài bắn vô nữa. Ê bậy. Rất là mạnh luôn em, cấp tướng nó rất là mạnh luôn. Nó bị lỗi đam hay sao? Thôi mùa sau nó anh em cứ yên tâm, mùa sau nó được giảm sức mạnh, cái con nó giảm sức mạnh rồi, nó không còn bá đạo như xưa nữa đâu. Đó, bây giờ đập lên 2K máy là chuyện hết sức bình thường anh em. Đây nè, hổ báo cáo trồm. Rồi xong luôn. Xong em luôn. Đời em coi như là xong luôn. Xong luôn, chạy đi đâu tê tái vào đầu nè. Rồi tàn hình tao gõ cái bóc chết luôn, định mệnh nó quá mạnh luôn anh em. Gõ phát nhẹ là chết. Rồi mày chạy hộ tao cái, tao cho 5000 sáng băng trụ, gõ cái bóc chết luôn. Double kill dành cho Ngộ Không, quá thơm. Này làm gì là rồi, what the fuck. Pha đó chết hơi ảo anh em. Rồi xong luôn, mình chết là AD đồ chết hết. Quillen truy đuổi được John đứng lại bắn luôn, đối mặt cho nó không chơi là chết. Đúng rồi, hay quá rồi. Chơi với Villain là anh em phải đừng sợ nó, chơi đối mặt với nó luôn. Pha đó mà nếu mà chạy là cũng chết, chạy là nó đâm sau lưng là nó giật chế mạng hình lên 100% anh em.
Bởi vì gặp Willian anh em cứ chơi xả láng với nó, đối mặt với nó mà chơi, đối mặt nó chơi thì nó bao hao bao nhiêu máu đâu. Nhưng mà để nó đâm sau lưng là hao 100% chí mạng anh em, nó đâm cái nào là chí mạng cái đó, đó không. Bây giờ mình sẽ lên cho Nanfeni anh em. Đó thì cái bản cái build đồ của vị tướng ngộ không này thì nó cũng khá là đơn giản anh em, cũng như mấy trận trước mình chơi thôi. Thì cái lót đầu tiên anh em cứ lên cho mình cái kiếm tri hồn nha. Nhớ anh em nào mới chơi lưu ý nha, kiếm tri hồn nha. Còn cái rìu rìu cái gì Leviathan là anh em không được lên nha, cái rìu đó nó đánh không có đam đâu. Ngộ không là thiên về một con tướng dồn đam anh em, nói thiên về là lên full đam á ha, nó dồn combo để nó bắt AD chứ không có được, anh em không được lên tăng nha, lên nửa đam nửa tăng anh em quánh nó không thấm đâu, con này quánh không thấm. Bởi vậy chúng ta lên full đam thì chúng ta quánh khéo léo chút xíu, núp bụi lông thằng trưởng chờ AD là gõ AD nó chết là xong trách nhiệm của chúng ta ha. Bây giờ lên 3k đam thì cũng khá là mạnh ha, lên 3k đam là cỡ AD là hai gõ AD nó có 6k máu mà anh em gõ ba gõ phát một phát thứ hai là lên dĩa liền. Ok, pha này mình sẽ xuống đây mình lụm ngay con rồng, mình lấy cái viên ngọc ra ha, 3k. Bây giờ mình lấy viên ngọc mình gõ cho anh em xem nè, nó rất là thốn luôn anh em. Cái đầu tiên là anh em lên cái kiếm chi hồn cho mình nha, và cái lót thứ hai là cái đôi giày, là anh em lên cho mình cái đôi giày Hermes đi, để chúng ta lấy một lượng tốc độ chạy đầu game ha. Giày Hermes nó chạy rất là nhanh luôn, giúp cho chúng ta đảo lên độ 4k đam ha, giúp cho chúng ta đảo lên được tốt hơn. Hoặc là giày kiên cường và giày hậu vệ cũng tùy theo cái trận đấu nữa nha anh em. Đó, nếu trận đấu nào mà có khống chế nhiều chúng ta nên lên giày kiên cường, khống chế ít thì chúng ta lên sát thương vật lý nhiều thì chúng ta lên giày hậu vệ. Còn nếu như mà anh em cảm thấy tự tin hơn nữa thì anh em lên cho mình để giày Hermes để lấy thêm cái lượng tốc độ chạy, tao nói mát tốc độ bàn thờ luôn, chạy rất là nhanh, anh em thấy chạy rất là nhanh không. Đó, chúng ta lấy một lượng tốc độ chạy để chúng ta đảo ganh được tốt hơn nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ chờ cái con này rào xong luôn, tàn hình qua gõ cái bóc chết luôn anh em. Và đó mình tàn hình là cái con tăng nó không thấy anh em, mà bay chiêu 2-3 mình gõ cái là nó chết luôn. Làm gì thôi bỏ anh em. Đó, xin phép anh em mình nói lại cái build đồ này. Cái lót đầu tiên là chúng ta lên như kiếm chiêu hồn, và cái thứ hai là cái giày Hermes, và cái thứ ba là thanh kiếm nha anh em, và cái thứ tư là phức hợp kiếm, và cái thứ năm là cái thương xuyên phá, và cái lót thứ sáu là cây Nanfini đó. Thì anh em nào mà nghe không kỹ thì mình sẽ để cái build đồ lên cho anh em tham khảo luôn đó, cho anh em dễ hình dung được ha. Đặc biệt những bạn mới chơi thì nhiều khi mấy bạn nghe mấy bạn không hiểu gì đâu. Bây giờ mình sẽ xin đội bạn cho ăn 20 mạng dở đồ là quăng lựu đạn chút xíu anh em. Bây giờ 14 mạng anh em, 20 mạng à há, 20 mạng á, bây giờ là 14 mạng rồi, còn 6 mạng nữa, 20 mạng anh em. Đây từ từ chút xíu. Thì cái biêu ngọc luôn, vấn đề cái biêu ngọc mình chia sẻ cho luôn cho anh em nha. Thì ngọc đỏ anh em ép cho mình là 10 viên sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng ha, 10 viên luôn nha. Và cái ngọc tím anh em ép cho mình là 5 viên hút máu, còn 5 viên còn lại là 5 viên tóc đánh tóc chạy không. Còn ngọc lục là 10 viên công lý xuyên giáp nha anh em. Và cái trận đấu chắc chắn nó sẽ kết thúc tại đây. Bây giờ mình đang 16 mạng là chưa có đủ mạng, cái số lượng mạng anh em, nhưng mà kết thúc anh em ơi. Quá ngon, em thấy đập rất là kinh khủng luôn. Ăn con rồng đập và lên tới 4k2, 4k3 không. Nếu mạng ngọc chuẩn thì anh em đập 4k rưỡi, 5k đam đó, chỉ hết sức bình thường. Đó, cảm ơn anh em đã xem clip cú đấm thép nha. Nếu anh em thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, một lượt subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.